Rồi, ok, hôm nay lên cho anh em một con JBL Clip 4 này. Đây là chắc chắn là đây là hàng fake này. Thì bây giờ mình sẽ phân tích cho anh em những cái chỗ nào mà nó là hàng thì để mình kết luận nó là hàng fake nhé. Nếu mà loài anh em mà mua ấy mà có những cái tiểu tiết, có những cái chi tiết mà nó giống như này thì xin chúc mừng, bạn đã quay vào ô hàng giả. Ok, đây đây nếu mà nhìn bình thường, nhìn xa xa này thì rất khó để nhận biết ra được đây là hàng fake đúng không. Đây là hàng fake này, anh em muốn nhìn có thể nhìn thấy này, loa bây giờ trên này nó có rất nhiều cái ba vía, anh em để ý này, rất nhiều ba vía này, đoạn khớp nối của cái nhựa này này, nhìn này, không khít tí nào cả. Anh em hoàn toàn có thể lên những kênh YouTube trên mạng bên nước ngoài ấy, người ta lên những con JBL hàng xịn ấy, anh em nhìn không bao giờ có ba vía mà nó khít khinh khít luôn. Chưa, như chỗ này này. Đấy, những chỗ này là không bao giờ có chuyện có ba vía mà nhìn nó dại dại như này. Đấy, nhìn này. Đây là hàng đểu. Hàng giả luôn, hàng nhái luôn. Nhái siêu cấp luôn. À, ba vía này. Chưa. Ba vía này, chữ clip 4 đây, ba vía nhiều như này thôi. Đấy, với cả là gì? Cái lẫy này, cái lẫy cam này đúng không, nó không, nó cách xa cái chỗ này này, chỗ này này tiếp xúc cái chỗ này với chỗ này, hai cái đỉnh này nó tiếp xa hơn, và nhìn cái chỗ này nó không được khít này, nhìn nó vát vát này, nhìn không được sắc sắc cạnh đấy, vát vát chưa. Đèn này, đèn nhá, riêng cái đèn led nhá, nó không được sáng đều, anh em quay đi hướng nào thì nó lại bị nhạt đi hướng đấy, hoặc là nó bị rõ hơn đấy đúng không. Đây nhìn này. Quay đi quay lại này. Đấy nhá, đấy kiểu nó hàng điều nó sẽ thế. Và gì, cái phần hai cái lưới này nó ép vào chỗ này là thưa này, phải hàng xịn không mà nó làm như này. Chưa, con này bây giờ đang đang dùng được 7 ngày là lỗi, bây giờ không tắt không mở được luôn. Nhìn cái đèn là biết này, nhìn cái đèn led này rồi biết là fake đúng không, nhìn phát biết ngay. Nếu mà để cho những người mà chưa dùng loa di động bao giờ ấy, loa Bluetooth bao giờ, thì chắc chắn anh em không thể nào mà hình dung được ra, anh em không thể phân biệt được luôn. Con này bật lên thì nó cũng tiếng nó cũng khởi động giống như JBL, nhưng mà cái nghe cái tiếng, nếu mà anh em đã nghe hàng xịn rồi ấy, bật lên nghe tiếng nó trong vắt, cái tiếng khởi động trong vắt là nó tiếng của hàng fake, bao giờ nó cũng kiểu nó nhàn nhạt thì nhựa, hoặc là nó cái kiểu tiếng khởi động nó kém chất lượng ấy, nó không được nét. Ngoại hình thì cũng cũng serial các kiểu đây, serial này trùng với cả trên hộp đây này, anh em nhìn này, cái đường viền này nó bị cong này, đường viền cao su tiếp với cả cái khung thép này, nhìn thì tự nhiên nó cong một chỗ đây, làm gì có hàng xịn nào nó như thế. Mặc dù đây là nó đã fake rất là tinh vi rồi nhá, có khắc in chữ rồi nhá, nhưng mà nhìn thêm có một lỗi nữa này này, cổng sạc Type-C tại sao nó lệch như này, đây là hàng fake chắc chắn, là hàng fake luôn. Ok chưa, bây không tắt không bật được, dùng một vài hôm tắt bật hỏng luôn, không ấn được luôn. Kỳ chưa, ấn giữ đây không tắt được. Và cái câu chốt cuối cùng nữa là về giá tiền nhé, nếu mà anh em mua giá tiền mà dưới 800.000 thì anh em xác định nhé là hàng fake, con này nó phải tầm 900 đổ lên. Đấy, còn đâu anh em mua mà 600 biết 500 là hàng fake chắc chắn luôn. Ok, cảm ơn anh em đã xem video.